Liên quan vụ xe bồn chạy ngược chiều trên tỉnh Lộ Tám, Củ Chi, sáng 27 tháng 10, lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã mời tài xế lên làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này. Theo đó, tài xế xe bồn vi phạm là ông Tê, 47 tuổi, ngụ tỉnh Long An. Tài xế Tê thừa nhận đã chạy ngược chiều trên tỉnh Lộ Tám như phản ánh. Tài xế này giải thích do công trình để xe đổ bê tông cách ngã ba tỉnh lộ 8 Lê Vĩnh Huy, thị trấn Củ Chi chỉ 50m nên tiện thể chạy ngược chiều vào luôn thay vì chạy xa hơn để quay đầu chạy đúng chiều. Cảnh sát giao thông lập biên bản tài xế T hành vi chạy ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.